Bộ Công an gọi nhiều cán bộ y tế của Hà Nội làm việc về việc mua sắm thiết bị y tế. Sáng ngày 17 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết đến nay, Hà Nội có tổng số 112 ca mắc COVID-19, 60 trường hợp đã ra viện, 62 trường hợp đang điều trị. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các chuyên gia chưa đánh giá, dự báo được thời gian dịch bệnh COVID-19 kết thúc, hiện chưa có thuốc đặc trị hay vaccine và dịch ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới. Về trang thiết bị y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương phải rà soát, báo cáo về vấn đề các trang thiết bị phòng chống dịch như máy phun khử khuẩn, năng lực xét nghiệm. Theo ông Nguyễn Đức Chung, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phải rà soát lại việc mua sắm các thiết bị y tế. Sở Y tế được giao toàn quyền trong việc mua sắm nên sở phải mua sắm tập trung, không phân về các cơ sở ở địa phương để mua sắm. Các thiết bị đã mua sắm không được sử dụng bừa bãi, phải bảo quản trong kho, khi nào cần thì mới được dùng. Chủ tịch Hà Nội lưu ý, chúng ta phải dự trữ chiến lược để phục vụ và sử dụng lâu dài. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội đã thường xuyên đôn đốc và giám sát trong việc mua sắm đảm bảo chất lượng, số lượng, đã chỉ đạo công an thành phố, Sở Công Thương thường xuyên đi kiểm tra, xử lý các cơ sở cung cấp vật tư y tế tăng giá. Tuy nhiên có nhiều dấu hiệu tình trạng này vẫn diễn ra và không loại trừ có những sai sót của CDC Hà Nội, của các đơn vị trong việc mua sắm trang thiết bị y tế. Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Đức Chung, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu CO3 thuộc Bộ Công an đã gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội trong việc mua sắm thiết bị y tế làm máy xét nghiệm. Vấn đề này cũng có liên quan đến một số tỉnh thành khác. Quan điểm của Thành ủy thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội là các trường hợp vi phạm thì phải được điều tra xử lý nghiêm, không bao che. Nếu vi phạm phải xử lý để làm gương, và nếu trong dịch bệnh mà có những hành vi sai trái thì phải xem xét thêm tình tiết tăng nặng. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phải có văn bản báo cáo về vấn đề trên.